Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm rất là đặc biệt quý vị. Thì nói chung là sản phẩm này thì nó trên thị trường nó cũng rất là nổi tiếng rồi. Cũng có nhiều shop, nhiều anh em giới thiệu, nhưng mà cái bên chủ của em thì cái này là lần đầu em giới thiệu về cái sản phẩm này. Và nó có nhiều cái hay, cái khám phá, nhiều cái thú vị quý vị. Thì trước giờ anh em hay hỏi là cái loa kéo mà hàng xịn quý vị. Hàng xịn nói chung là những cái hàng chính hãng của những cái thương hiệu lớn đó, thì có không? Thì đây, hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một cái rất là đặc biệt quý vị, của hãng Wahpedal luôn ha. Wahpedal Pro. Đô la này bắt 30, một chiếc này bắt 30 nha quý vị. Torus AX12 MBT. Đây quý vị. Đây là model của loa. Thì đây là cái sản phẩm là hàng trưng bày nha. Hàng trưng bày. Để test, để trưng bày ngoài, test cho khách. Thì hôm nay em mua được một chiếc là khui thùng rồi, còn bốn chiếc kia là chưa khui thùng. Nói chung cũng hàng trưng bày mà chưa khui thùng là chưa sử dụng luôn quý vị. Thì cái loa này nó đặc trưng một cái là liền công suất, liền công suất. Với lại là cái thứ hai là nó có tích hợp Bluetooth quý vị, có nghĩa là chúng ta không cần tín hiệu chứ kết hợp, chúng ta kết nối Bluetooth là chúng ta có thể phát nhạc. Này rất thích hợp cho những anh em mà phát những cái hay là những cái nhóm nhảy mà đường phố, chúng ta phát nhạc để mà nhảy, mở Bluetooth lên nhảy nha. Còn muốn hát karaoke thì chúng ta phải kết hợp với một cái mixer và một cái micro. Thì ở đây em có một cái bộ rất là hay quý vị, nói chung cũng phát hiện ra của Arnold Sơn Ca ha. Đây là một cái bộ nó vừa là mixer và nó tích hợp luôn cả cái micro trong đây luôn, và cái tiếng rất hay, chống hú rất là tốt luôn. Ta sẽ lấy đường tín hiệu ra, chúng ta ghim vào đây. Chúng ta có thể chỉnh được bass chép nhạc, bass chép micro ở trên cái thiết bị này. Echo, reverb đầy đủ hết, delay, repeat đầy đủ hết. Bản thân cái loa này là nó đã có chỉnh bass chép rồi nha quý vị. Cái loa Wahpedal này nó đã có chỉnh bass chép rồi ha. Nó đã có chỉnh bass chép rồi. Đấy. Đây là cái volume ha, cái volume tổng của em nó. Thì cái loa này là điện 230V nha quý vị. Công suất là 350W. Đấy. Điện 240. Thì những cái sản phẩm này thì nó được sản xuất tại China, Trung Quốc. Thì quý vị thấy những cái đôi Wahpedal hàng bãi, hàng gì về những cái dòng full thì nó cũng sản xuất tại Trung Quốc. Vì sau này là hãng những cái dòng sân khấu là Wahpedal nó đã chuyển nhà máy sang Trung Quốc rồi. Vì bên đó thì cái giá thành gia công nó sẽ rẻ hơn, cái giá nó sẽ cạnh tranh hơn. Và cái đôi Wahpedal Torus này AX12 MBT này thì mức giá trên thị trường một số công ty nhập khẩu về bán với cái mức giá là 10 từ 12 cho tới 15 triệu đồng quý vị, 12 cho tới 15 triệu đồng. Đó, quý vị lưu ý cái loa này là có công suất nha, dòng không công suất thì nó khác nữa. Còn loa này nó có công suất và nó có Bluetooth luôn. Có Bluetooth nhưng mà hát karaoke thì chúng ta phải kết nối với một cái mic rồi ha. Cái bộ này rất gọn quý vị, có thể để đây cột lên đây là chúng ta xách ra ngoài chúng ta hát. Có thể là dã ngoại ở ngoài vườn hay là đâu đó, hay là đi picnic bãi biển gì đó chúng ta. Đó. Mà lưu ý là cái loa này thì sử dụng điện nha quý vị, kéo điện ha, loa kéo điện hàng xịn của Wahpedal. Thì đây quý vị, nó còn một cái chức năng hay đó quý vị. Ví dụ chúng ta có hai cái như thế này thì nó sẽ có thể kết nối Bluetooth lẫn nhau được luôn ha. Kết nối Bluetooth lẫn nhau, một chiếc điện thoại có thể phát được hai ba cái loa này. Nó làm lên một cái hệ thống âm thanh rất là hay nha quý vị. Tuyệt vời. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu, em sẽ cho quý vị thưởng thức cái chất nhạc, cái chất bass của cái loa này. Rồi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi.
Khởi động ta sẽ có một cái là chào là kết nối Bluetooth. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mở nhạc nha quý vị. Beatbox đã kết nối Bluetooth. Nói chung cái hàng xịn thì quý vị nghe cái chất nó khác liền đó. Thì loa này nó có cái mức giá cũng rất là dễ chịu quý vị, rất là dễ chịu luôn đó. Mức giá chỉ có hơn 7 triệu cái loa thôi. Và cái hộp của Agnos này thì quý vị có thể tìm mua ở ngoài đó. Thì giá nó tầm khoảng hơn 2 triệu. Thì cái này lúc em mua như 2 triệu 1 hay 2 triệu 2 gì đó quý vị. Là gồm một cái này và hai tai mic và một cái cặp da. Cặp da rất là đẹp, với vị chưa khui luôn này ha, đặt nó luôn ha. Chúng ta để nguyên cái thiết bị lên vào trong rất là đẹp luôn. Thì tổng thiệt hại là chưa đến 10 triệu thì chúng ta đã có được một cái chiếc loa kéo đẳng cấp quý vị, phải nói là đẳng cấp luôn, chất âm hay và đẳng cấp, rất phù hợp cho những buổi dã ngoại, những buổi dã ngoại, những buổi picnic cho quý vị và các bạn đi xa, dù như đi biển hay là đi du lịch này nọ, chúng ta để vào rất là tuyệt vời. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Thì quý vị nào đã từng dùng những cái thiết bị này và có những cái chức năng hay ho hơn thì quý vị hãy chia sẻ, em rất cảm ơn. Đấy, và trước mắt những cái loa như thế này thì tuyệt vời quý vị, hầu như là nếu mà trên thị trường mà loa kéo mà dòng có Bluetooth liền công suất thì những dòng loa như thế này là rất là đáng để chơi. So với những cái dòng loa mà nó ở Việt Nam sản xuất thì nói chung là những dòng này thì nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Đó, cái chất âm nó đã khẳng định từ rất lâu rồi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.